Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Bơm Cát Miền Tây nha các bạn. Đây, chiếc xà lan đang cập bến nha các bạn. Đây, nước xu cũng khó cập bến nha các bạn. Xem cái luôn các bạn ơi. Đây cái tàu bơm nè. Tàu bơm này có người khác nha các bạn. Đây xuống cho ống vô. Là cái xuồng cào cá nha các bạn, đang cào nè. Đây xuồng này phải đi giăng lưới nè. Đây mấy anh em đang kéo ống về chân lên nha các bạn. Này bạn Giang đổi qua đây luôn nha các bạn. Giang đi game Dũng hả? Đồ đi xà lan mới anh chịu. Đi ghe cũ anh chịu. Xà lan mới tiền nhiều hơn. Quá lục bình rồi. Chịu ăn luôn ha. Trời tối ngày đó. Đây, cái tàu bơm đó bơm chỗ khác nha các bạn. Cũng bị bơm nè. Quá cuối cùng rồi các bạn. Quá trời rồi các bạn ơi. Nó cát quá trời rồi. Quay không? Đây mồi nước cái nó bê nha các bạn. Mồi tưa luôn. Chuẩn bị vô mặt luôn. Các bạn. Đó, đủ gì rồi.
rồi góc đề dính rồi à, lằn một tên cái kìa. Đây chiếc xe sợ ống đang chở vô nha các bạn. Tìm ống chọt nè. Đây ở khu vực này rất là rộng nha các bạn. Người ta cũng vừa bơm cát xong rồi. Đây mấy ngày này bơm tới đây nha các bạn. Việc lặn tới cũng khá nhiều rồi nè. Ở đây người ta nuôi vịt quá nhiều luôn nha các bạn. Đây là vịt con nè. Quá động luôn.
quá đẹp mấy vịt luôn nha các bạn. Đây nè. Quá dễ thương. Nào nó nu nu nè. Quá đã không? À, đây có chiếc xuồng luôn nha các bạn. Xuồng để ta lột vịt nè. Quá dịch rồi các bạn ơi, chỗ nào cũng có dịch trên này. Này tới mấy ngàn con luôn nha các bạn, quá đông.
sợ. Quá đông luôn nha các bạn. Chỗ nào cũng có dịch hết trơn. Mình kết thúc video tại đây nha các bạn.